cây trồng, hiện tượng mất phân đạm ở bề mặt xảy ra. Đạm trong ure phân hủy nhanh biến thành amoniac bay hơi gây mất đạm. Cây trồng chỉ hấp thụ được 40-50% lượng đạm bón vào. Nông dân phải tốn rất nhiều tiền để mua phân bón. Dưới đạm vàng đầu trâu 46A+, nhờ có hoạt chất aroten bao bọc ure, ức chế sự mất đạm do bay hơi. Nông dân tiết kiệm được 20-30% lượng phân đạm, năng suất cây trồng vẫn cao hơn. Đạm vàng đầu trâu 46A+ bao 35kg, tương đương bao ure 50kg thông thường. Đạm vàng đầu trâu 46A+, chi phí ít hơn, lợi nhuận cao hơn. Kính chào bà con và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm chuyên đề nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Thưa bà con và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ bàn đến vai trò của các chất trung lượng như là canxi, magie, lưu huỳnh trong đời sống cây trồng như thế nào. Những loại phân nào trên thị trường hiện nay có đầy đủ các chất trung lượng kia và bón vào thời điểm nào thì phù hợp. Bà con chúng ta nếu bón đầy đủ các chất trung lượng này thì sẽ giúp ích như thế nào đối với đời sống của cây trồng? Và ngược lại, nếu chúng ta bón thừa thì sẽ gây tác hại như thế nào đến sự sống của cây? Và vấn đề này sẽ là các chủ đề chính mà chương trình sẽ đưa ra trao đổi với các vị khách mời của chương trình hôm nay. Cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã phối hợp cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Thưa bà con và các bạn, mặc dù số lượng những dưỡng chất như lưu huỳnh, canxi, magie yêu cầu không lớn như NPK, nhưng nó vẫn có vai trò thiết yếu đối với đời sống của cây trồng. Tuy nhiên, bà con chúng ta sử dụng lưu huỳnh trên cây trồng quá mức thì dẫn đến tình trạng lợi bất cập hại. Phóng sự sau đây sẽ nói đến điều này. Hiện tượng thừa lưu huỳnh đã và đang xảy ra rất phổ biến trên nhiều vùng đất khác nhau. Thừa lưu huỳnh không chỉ ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, làm giảm năng suất, chất lượng nông sản, mà còn làm cho đất trồng chua nhanh hơn. Tại khu vực miền Đông, Tây Nguyên, nơi tập trung khá nhiều diện tích trồng cà phê, hồ tiêu, cao su, nông dân có thói quen sử dụng phân bón với lượng khá lớn, từ 2 đến 3 tấn trên 1 hecta một năm, chủ yếu là NPK 16, 16-8, 13S hoặc các loại phân đơn như phân SA, lân super, vân vân. Mặc dù việc sử dụng phân bón có hàm lượng lưu huỳnh cao qua nhiều năm sẽ dẫn đến việc dư thừa lưu huỳnh trong đất đã được các nhà khoa học cảnh báo, nhưng do nhà nông không có cơ hội để chọn lựa bởi trên thị trường, phần nhiều các loại phân NPK đều có hàm lượng lưu huỳnh cao, cụ thể như NPK 16, 16-8, 13S. Nếu như mà cách đây 10 năm thì hiện tượng thiếu lưu huỳnh xảy ra phổ biến trên nhiều vườn cà phê, thể hiện ở cái việc mà lá non nó bị trắng, bị bạc đi, cây nó sinh trưởng kém, năng suất thấp. Thì hiện nay gần như đang có một cái tình trạng sử dụng lưu huỳnh hơi quá độ. Tức là khi người nông dân thấy được rằng bón phân SA vào thì cái cây cà phê nó xanh biếc, hoặc là bón phân NPK mà có lưu huỳnh giống như công thức 16-8, 16-13S hay là những công thức mà có 13S thì họ thấy sau một thời gian bón cây nó rất là xanh, thì người ta là thích bón những cái loại phân có lưu huỳnh. Và như vậy thì nó sẽ đi từ cái việc sử dụng thiếu cho tới sang bắt đầu mấp mẻ cái ngưỡng mà có thể gọi là thừa lưu huỳnh. Và với cây trồng thì tất cả những cái việc thiếu thừa đều không tốt cho cây trồng. Thưa tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa, thực trạng về cái việc sử dụng các chất trung lượng hay cụ thể như là lưu huỳnh như trong phóng sự vừa được có nêu, hiện nay ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ nói chung và Bình Thuận nói riêng như thế nào, thưa tiến sĩ? Kính thưa bà con nông dân và các quý vị coi đài, thưa MC Hưng và thưa hai khách mời, chúng ta đang đề cập tới vấn đề là nguyên tố dinh dưỡng trung lượng đối với cây trồng, và đặc biệt là ở khu vực miền Đông Nam Bộ hay là khu vực cụ thể là với những cây trồng ở tại Bình Thuận chúng ta. Thì chúng ta biết rồi, với tất cả các loại phân bón hay chúng ta nói về thức ăn của cây trồng đấy, thì được chia thành 3 nhóm. Nhóm đa lượng gồm có NPK, tức là đạm lân kali. Nhóm trung lượng thì gồm có canxi, magie, lưu huỳnh. Và bây giờ người ta được bổ sung thêm cái nguyên tố silic nữa, đó là nhóm nguyên trung lượng. Thế còn nhóm vi lượng thì nó gồm có những nguyên tố vi lượng, ví dụ như chúng ta thường quen là kẽm, đồng, sắt, mangan, molybdan, bo. Đấy. Thế thì tại sao chúng ta lại gọi như thế? Bởi vì trước kia thì chúng ta phần nào có ảnh hưởng của cái tiếng Hán nôm, nên đa là gì? Đa là nhiều thì cần lượng nhiều.
tức là NPK thì bón nhiều, trung lượng tức là lượng trung bình thôi, lượng trung bình thì đừng bón nhiều quá, đừng bón ít quá, thì gồm có canxi, magie, lưu huỳnh, silic. Thế còn vi là gì? Vi là nhỏ, thì cần lượng nhỏ, mà đã lượng nhỏ thì đừng bón nhiều, đừng bón trung bình mà cũng đừng bón nhiều quá, mà đa lượng thì cũng đừng bón nhiều vi lượng. Thế thì như vậy nội cái tên nhóm thôi là chúng ta đã thấy cái mức nhu cầu của nó ở trong đất và ở trong cây như thế nào rồi. À, đa thì phải nhiều lên, trung thì trung bình thôi, vi thì ít đi. Thế nhưng mà hiện nay đang xảy ra tình trạng là chúng ta có những cái thiếu, có những cái thừa. Thế mà các nhà khoa học, về khoa học, người ta đã định nghĩa rất rõ rồi, không có chất nào bổ, không có chất nào độc, chỉ có liều lượng bổ và liều lượng độc. À, như vậy thì chất bổ nếu vượt quá liều lượng lên nó trở thành chất độc, mà chất độc biết điều chỉnh liều lượng thì người ta vẫn sử dụng nó như một chất bổ. Ví dụ nọc rắn cũng có rất nhiều công dụng trong y dược. Thế rồi chúng ta bị lạm dụng đường, chúng ta bị lạm dụng mỡ, chúng ta bị lạm dụng những cái vitamin, đều gây đến cái dạng ngộ độc, kể cả con người, kể cả động vật lẫn cây trồng. Có cái là cây trồng nó không kêu được thôi, nhưng nó có hết đấy. Thế thì như vậy, nhất là trong cái tình trạng vừa rồi, qua trải qua gần 40 năm, những cái công nghệ hóa học trên thế giới họ phát triển vào, những năm tháng đầu tiên của lúc mà chúng ta mới sử dụng phân hóa học ấy, thì chúng ta phải vô cùng cảm ơn những loại phân hóa học mới, ví dụ như ure, ví dụ như kali, ví dụ như NPK, và đặc biệt cái 16, 16, 8, 13S, nó như một cứu cánh cho bà con nông dân ở các vùng. Bởi vì khi người ta bón, ví dụ như cà phê, chúng ta vừa coi phóng sự tiến sĩ Tôn Nữ Tôn Nam đấy, tất cả cái hiện tượng mà bạc trắng lá ngọn trên cà phê đấy, rồi trên khoai mì, rồi trên kể cả tiêu, thì đã được khi mà bà con mới chỉ cần bón cái đấy thôi, bón hiệu quả. Thế là khi thấy hiệu quả thì người nông dân trở thành gia chủ nghĩa kinh nghiệm, năm nào cũng bón nó 16, 16, 8, 13, vụ nào cũng bón nó. Thế thì cuối cùng trải qua mấy chục năm thì cái thừa bắt đầu thừa nhiều lên, cái thiếu thì thiếu đi. Thì lúc nãy chúng ta định nghĩa đấy, 16, 16, 8, 13S, tức là trong đó cái đa lượng là thằng kali chỉ có 8 thôi, trong 100 kg thì nó chỉ có 8 kg, nhưng cái trung lượng, lượng trung bình thì lại là 13. Thế 13 nó hơn rồi, mà cứ tích lũy dần thì cái thằng thiếu là thằng kali, cái thằng thừa là thừa lưu huỳnh. Mà chúng ta quay lại, nếu thừa mà vượt quá ngưỡng là độc. Thế thì như vậy đã thấy có những ngộ độc rồi, có rất nhiều những ngộ độc khác chúng ta đang tiếp tục. Mà chúng tôi sợ nhất thế này, chúng tôi là những người làm công tác nghiên cứu về đất và phân bón và dinh dưỡng, thiếu có thể ngày hôm nay thiếu, ngày mai chúng ta bù, ngày mốt chúng ta bù, hoặc tuần sau chúng ta bù, tháng sau chúng ta bù, cũng chưa chết. Năng suất có thể nó chưa cao thôi, nhưng thừa ấy, nó biểu hiện ngay của ngày mai, của vụ tày, của vụ tới, nguy hiểm lắm. Và nó kéo luôn tác hại cả những yếu tố dinh dưỡng khác, vì trong đó nó là thể thống nhất mà. Nó là thể thống nhất. Khi mà chúng ta đã bị đau bụng rồi thì chúng ta ăn cái gì chúng ta cũng sợ hết. Thế thì uống hồ cây, cây nó cũng vậy thôi. Khi mà nó bị thừa, nó bị có ảnh hưởng rồi thì như vậy nó rất là ảnh hưởng tới cả một cái quá trình hấp thu dinh dưỡng của nó. Thế nên là lúc ấy nó trở thành yếu tố dinh dưỡng hạn chế, mà người ta đã gọi là yếu tố dinh dưỡng hạn chế thì thiếu nó cũng hạn chế, thừa nó cũng hạn chế, chứ không phải chỉ có thiếu mới hạn chế. Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung những yếu tố trung lượng, và chúng tôi nhớ nhắc lại nhé, yếu tố dinh dưỡng trung lượng gồm có canxi, mà canxi bà can hay gọi là vôi đấy, có trong vôi đấy, rồi có magie, rồi có lưu huỳnh, và bây giờ chúng ta thêm silic. Lát nữa chúng ta sẽ nghe các khách mời, đặc biệt là thạc sĩ Cường của công ty Bình Điền sẽ nói về silic rất nhiều, và trong đó có cái công nghệ hay có những phân bón thế hệ mới này giúp, để không có con gì bằng con đường là bà con biết bón phân cân đối hợp lý. Bón phân cân đối hợp lý tức là chúng ta đáp ứng được cái nhu cầu dinh dưỡng cho cây trồng chó, và chúng ta đáp ứng được là cân bằng dinh dưỡng trong đất. Đấy là sức khỏe của đất, đó là sức khỏe cây trồng. Còn nếu chúng ta lạm dụng mà chúng ta không biết nhận thức thì lúc ấy đang bổ trở thành độc, cái đấy khó lắm. Thì ngày hôm nay chúng tôi chỉ muốn các vị khách mời cùng với MC để bà con hiểu thế nào là cái vai trò của từng những nguyên tố dinh dưỡng, và luôn luôn chú ý thả thiếu một chút còn hơn là thừa. Thừa lấy ra khó lắm, thiếu bỏ vào thì còn dễ, thừa lấy ra khó lắm. Vâng, xin cảm ơn những thông tin từ tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa. Thưa thạc sĩ Nguyễn Thị Phương Vinh, bà con chúng ta, việc bà con chúng ta mà bón không cân đối, có nghĩa là thừa hay là thiếu cái hàm lượng trung lượng, thì cây trồng nó biểu hiện như thế nào, và việc thiếu hay là thừa trung lượng đó thì nó ảnh hưởng đến năng suất cũng như hiệu quả của cây trồng như thế nào? Xin mời thạc sĩ. Xin kính chào các bạn xem tài,
tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa, thạc sĩ An Cường và anh Lê Hưng. Về câu hỏi anh vừa trao đổi thì tôi xin trao đổi với bà con một số ý kiến như sau. Về cái các nguyên tố như canxi, magie và lưu huỳnh thì khi mà thiếu thì có những cái triệu chứng biểu hiện trên cây. Tuy nhiên thì cũng chúng ta cũng nắm cái đặc điểm là đối trong ba nguyên tố đó, canxi, magie, lưu huỳnh thì là magie là nguyên tố mà trong cây thì là tương đối di động ở trong cây. Chính vì thế là khi thiếu canxi thì nó biểu hiện của nó là biểu hiện trên lá già. Sau đó thì nó thể hiện ra những cái trường hợp như là chúng ta thấy là trên lá thì xuất hiện những cái đốm hoặc là những cái dải màu xanh lục ở gần lá, ở cái vùng gân lá. Trong đó thì cái phiến lá thì màu vàng, cộng thêm đến một số cái vết là hoại tử màu hoại tử. Đó là những cái dấu hiệu mà đặc trưng của cái thiếu magie. Trong trường hợp thì cái triệu chứng thiếu thừa magie thì đôi lúc thì cũng chưa rõ ràng lắm. Tuy nhiên thì là cái trường hợp thiếu magie thì thừa magie thì nó hay thể hiện cái trường hợp là lá nó bị cuốn lại và hình xoắn ốc. Riêng với đối với hai nguyên tố còn lại là canxi và lưu huỳnh thì là hai nguyên tố thì di động thì tương đối ít di động ở trong cây. Chính vì thế thì khi thiếu canxi thì nó sẽ thể hiện ở phần lá non trước. Chẳng hạn như là khi thiếu canxi thì chúng ta sẽ thấy là cái lá non, cái phần lá non nhất của cây sẽ bị biến dạng, cũng như là có một số cái biểu hiện như là cái phần thối trái hoặc là cái phần thối trái hoặc là nứt trái. Và chúng ta thấy có một cái biểu hiện khác như chẳng hạn như là toàn cây khi mà thiếu canxi thì toàn cây nó sẽ có màu xanh tối, hay là rễ, cái phần rễ thì nó không phát triển được. Đó, thì đó là một số cái về triệu chứng của tôi thiếu canxi. Về cái thừa canxi thì triệu chứng thì cũng không có rõ ràng lắm. Đó, thì họ cũng trao đổi là một số cái trao đổi về các tài liệu khoa học thì họ cũng nói là triệu chứng và thừa canxi thì đôi lúc nó không biểu hiện rõ trên cây trồng. Về cái nguyên tố lưu huỳnh cũng tương tự như canxi thì là nó cũng là nguyên tố tương đối ít di động trong cây. Chính vì thế là nó cũng biểu hiện thể hiện khi thiếu là sẽ thể hiện trên lá non, sau đó thì nó mới chuyển sang là lá già, sau thì cái như chúng ta cũng thấy cái phóng sự vừa rồi thì là khi mà cây trồng thiếu canxi thì hầu như là sẽ xuất hiện những cái đốm màu xanh vàng, thậm chí là trên lá và thậm chí là nó cả cây bị vàng đều. Và một số cái trường hợp khác như là thừa canxi thì chúng ta cũng thấy thừa lưu huỳnh thì chúng ta cũng thấy là như lúc nãy phóng sự cũng nói là cây nó sẽ màu xanh đen. Đó thì đó là một số cái triệu chứng thừa hoặc thiếu canxi, lưu huỳnh và magie thì tôi cũng khái quát như vậy như sau. Cái nữa thì về cái trường hợp mà bón thừa hoặc là bón thiếu các nguyên tố trung lượng thì tất nhiên là thừa hay thiếu thì nó đều ảnh hưởng đến cái năng suất cũng như là ảnh hưởng đến cái sinh trưởng của cây. Chính vì thế thì dẫn đến cái kết quả là giảm năng suất của cây trồng. Đó, thì tôi cũng xin có một số ý kiến trao đổi như vậy. Vâng, xin mời tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa. Bổ sung thêm này thì tôi rất đồng ý với những ý kiến của thạc sĩ Vinh. Nhưng mà riêng hai cái yếu tố canxi magie thừa đấy thì bà con thấy cái biểu hiện trên cây khó lắm. Bởi vì cái thừa canxi là như thế này, khi mà nó thừa canxi thì nó xảy ra cái tác hại ở trong đất trước. Mà khi thừa canxi thì lúc ấy canxi nó tập trung vào, nó đẩy hết những cái nguyên tố dinh dưỡng khác ở trong đất ra và nó để nó bám vào cái keo đất. Thì chính vì vậy mà người ta thường nói là khi thừa bón vôi thừa đấy thì nó làm cho chai đất. Nó làm cho chai đất. Và khi bón thừa canxi thì cái tác dụng nó nâng pH lên, mà nhưng nâng quá cái mức lên thì cuối cùng tất cả các nguyên tố vi lượng nó bị ở cái trong cái môi trường kiềm thì nó bị cố định, nó bị kết tủa lại. Thì cuối cùng thừa canxi thì lại xảy ra là thiếu vi lượng. Thừa canxi nó sẽ xảy ra hiện tượng chai đất. Đó, đấy là cái thừa canxi còn chưa biểu hiện được ở trên cây đâu, mà chỉ biểu hiện thiếu thôi. Thế còn magie thì chúng ta thấy magie đóng góp vào cái màu xanh của cây rất nhiều vì nó là cái nhân của cái diệp lục. Nhưng mà thừa thì người ta cũng chưa thấy cái biểu hiện rõ. Nhưng mà khi thừa magie thì nó kéo theo là thiếu kali, bởi vì nó là cái ion đối kháng với kali. Thế thì như vậy nó kéo theo cái đó. Thế nhưng mà với silic ấy, thì khi mà thiếu ấy, bởi vì chúng ta với silic thì chúng ta mới chỉ có tập trung nghiên cứu ở trên cây họ hòa thảo hay là những cây lương thực thôi. Như lúa mà thiếu silic ấy, lập tức cây yếu đổ ngay, gió nhẹ cái mà đợt đấy mà chúng ta lại năng suất khá một chút thì đổ rạp hết liền. Và hai nữa là khả năng chống chịu với điều kiện bất lợi của thời tiết hiệu hay là chống chịu với những sự tấn công của sâu bệnh hại đấy thì nó dễ dàng lắm. Còn nếu mà đủ silic mà có
cân đối đấy thì lập tức cái khả năng cứng và cứng cây mà ngăn cản cái quá trình tấn công của sâu bệnh hại nó làm chậm lại như thế. Và đặc biệt với cành thanh long, nếu như trong cái điều kiện mà chúng ta có thêm dinh dưỡng mà hoặc chúng ta có hơi dư đạm một chút thì khi có silic thì nó làm cho cái cành thanh long nó sẽ cứng hơn. Và nhất là cái que của trái đấy, thì nếu có đầy đủ của canxi, có đầy đủ silic, có cả kali nữa thì cái que nó xanh đều và nó cứng và nó mau xuống màu hơn, nó mau héo hơn, thì đấy là cái quan trọng. Bởi vì nếu cây lúa đấy thì silic nó chiếm tổng toàn bộ trong sinh khối của nó, từ thân, lá, rễ, hạt, vỏ chấu, nó chiếm đến gần 70%. Mà khi nó chiếm 70% thì chỉ cần hụt cái là nó ở dạng thiếu. Mà bây giờ chúng ta nếu mà gọi là vùng chuyên cho thanh long ấy, thì đã thấy là những loại phân bón có bổ sung silic ấy, thì bao giờ thấy cái cành thanh long nó cũng phát triển cứng cáp hơn, cái màu xanh nó sáng hơn, nếu như chúng ta đủ canxi, chúng ta đủ magie, đủ silic và đủ lưu huỳnh. Thế còn nếu thừa lưu huỳnh thì thiếu lưu huỳnh chúng ta phát hiện dễ, như thừa lưu huỳnh thì chúng ta lại với người dân chưa thấy. Nhưng nó giống như canxi, nhưng mà nó ngược lại là cái chỗ là một thằng thì làm kiềm hóa lên, làm pH tăng lên, thì một thằng khi mà cái lưu huỳnh nó thừa đấy thì khi gặp cái không khí nó có oxy, nó chuyển sang gốc sunfat, mà gốc sunfat là một cái loại gốc muối mà nó là dạng anion, thì như vậy nó lại làm cho cái phản ứng chua. Mà phản ứng chua thì khi mà pH nó xuống dưới 4 thì thậm chí lông hút rụng hết, với thanh long rụng hết. Thế là mà đã rụng hết rồi thì cũng như chúng ta đã rụng răng thì còn ăn được cái gì? Cây nó cũng thế rồi, đã rụng răng mà cứ đòi ăn phân thì ăn sao được. Mà không những thế, chúng ta không biết ấy, chúng ta lại quẳng những loại phân nó khó ăn, ví dụ như rụng răng rồi mà cứ bắt gặm xương ống với thịt bò thì làm sao ăn được. Thì đấy là cái thừa nguy hiểm đấy. Vâng, xin cảm ơn những kiến giải của tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa. Thưa thạc sĩ Phạm Anh Cường, trong các loại phân bón, các sản phẩm mà công ty cổ phần phân bón Bình Điền sản xuất để cung ứng cho bà con chúng ta áp dụng trên cái ruộng của trên các cây trồng của mình thì có bao hàm đầy đủ các yếu tố trung lượng như chúng ta vừa bàn nãy giờ hay không? Và thạc sĩ có thể nêu nói cụ thể hơn vai trò của từng yếu tố trung lượng. Xin mời thạc sĩ. Kính thưa bà con nông dân và các bạn xem đài, thì như tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa vừa nãy chúng ta đã nghe là phân tích rất là kỹ vai trò của các yếu tố trung lượng thiếu và thừa. Về cơ bản để chúng ta hình dung được là cái vai trò của các cái yếu tố trung lượng này đứng sau các cái yếu tố đa lượng là đạm, lân, kali. Thế thì chúng ta nhận thức rất rõ ràng là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu cho cây trồng hiện nay người ta xếp thành ba nhóm như tiến sĩ Nghĩa có nói. Thế thì cái trung lượng hiện nay là một cái loại mà phải nói là hầu hết trong cái đất của Việt Nam chúng ta là đất chua và nghèo dinh dưỡng. Chỉ một số những cái loại đất, ví dụ như là đất phèn thì nó sẽ bị dư lưu huỳnh và nó chua. Và như thế là các cái độc tố như sắt, nhôm, mangan nó xảy ra rất nhiều. Còn hầu hết trên các loại đất bạc màu, đất xám, đất đỏ, đất là canh tác nhiều năm thì các yếu tố dinh dưỡng của chúng ta hầu như là thiếu. Đó. Chỉ trừ những cái trường hợp như là cái phóng sự tiến sĩ Tôn Nữ Thân Nam có nói là cái vùng chuyên canh của bà con chúng ta bón cái phân mà dư lưu huỳnh nhiều quá, nhiều năm thì nó sẽ xảy ra hiện tượng dư lưu huỳnh. Thế còn những cái trung lượng khác thì gần như là trên đất của Việt Nam chúng ta là chua, nghèo dinh dưỡng. Đó, cho nên là chúng ta nên nhận thức được cái vấn đề này để chúng ta có cái hướng sử dụng phân bón. Thứ hai nữa là một cái điều khẳng định nữa là trong các loại phân của Bình Điền là Bình Điền luôn luôn ý thức được một cái điều là các cái chất dinh dưỡng thiết yếu như vậy thì Bình Điền sẵn sàng lúc nào cũng phải có ý thức cho vào cho đầy đủ. Cho nên là trong các loại phân dù là chuyên dùng hay là phân đa dụng thì đều có đủ các ba nhóm là đa lượng, trung lượng và vi lượng. Và đặc biệt là các yếu tố trung lượng như cái buổi hôm nay chúng ta quan tâm thì cũng đã có hết trong các loại phân của Bình Điền. Dù là ít hay là nhiều, nó tùy theo mục đích sử dụng, tùy theo loại cây trồng và tùy lại cái chuyên dùng cho từng cái nhóm cây mà cái nhu cầu của nó cao hay là thấp. Đấy. Và cái nữa là cái để mà chúng ta hiểu rõ thêm một cái vai trò quan trọng của nó thì chúng tôi cũng chỉ muốn nói tóm lại một cái ngắn gọn là vai trò của các yếu tố trung lượng để chúng ta thấy. Tức là cái canxi là một cái yếu tố mà chúng ta thấy là nó có hai cái vai trò chính mà chúng ta thấy ngay. Thế là khi chúng ta bón vào đất thì nó làm yếu tố mà cải thiện môi trường đất rất là tốt. Đấy, nó làm cấu trúc đất tốt lên, nó giảm cái độ độc của sắt, nhôm, các thứ và làm cho pH nó tăng lên.
nó cân bằng cái môi trường dinh dưỡng trong đất rất là tốt. Cái thứ hai nữa là đây là một cái mà cung cấp cái dưỡng chất canxi. Đây là một cái mà phải nói là nó tham gia cái quá trình trao đổi chất rất là tốt, và cái đặc biệt là cấu trúc thành vách của tế bào nó vững chắc. Thế cho nên chúng ta thấy là một số những hiện tượng ví dụ như là thanh long, ví dụ như dưa hấu hay là xoài, nếu như chúng ta bón các loại phân mà thiếu canxi thì thường xảy ra khi mà chúng ta bón dư đạm một chút, nó sẽ hút đạm rồi hút nước quá mức, và lúc đấy là sẽ xảy ra hiện tượng nứt vỏ trái hay là làm thối trái rất nhiều. Thứ hai nữa là ví dụ như là magie chẳng hạn, như là tiến sĩ Nghĩa có nói, nó là cái nhân của chlorophyll của cái diệp lục, và nếu như thiếu cái magie này thì quá trình sinh tổng hợp của nó rất chỉ là kém, quá trình quang hợp của cây nó xảy ra yếu, và như thế là hiệu suất sử dụng phân bón cũng kém, và đương nhiên là năng suất và chất lượng nông sản sẽ thấp. Thế thì và còn cái lưu huỳnh, đặc biệt trên một số những loại cây mà nó tham gia trong cái quá trình sinh tổng hợp các acid amin, và nếu như và các cái quá trình sinh hóa khác, mà chúng ta nên hiểu rằng là tất cả các cái quá trình sinh hóa xảy ra trong cơ thể thực vật là nó đều có một cái chính mối quan hệ liên quan hữu cơ rất chặt chẽ. Có thể là hàm lượng của chất này cao, hàm lượng chất kia thấp, tùy theo từng giai đoạn, tùy theo từng cái loại cây. Có thể trên từng loại đất khác nhau cũng loại cây đó, thế nhưng môi trường đất khác nhau, điều kiện canh tác khác nhau thì nhu cầu của nó cũng khác nhau. Thế cho nên là để mà hiểu được cái chuyện này thì chúng ta phải, bà con nông dân chúng ta phải cần gắn kết chặt chẽ hơn với nhà khoa học để chúng ta đưa ra cái đề bài cụ thể. Ví dụ như là trên cái thanh long của chúng tôi, thế bây giờ là các loại phân này, cái đất này phân tích thì chúng ta sẽ áp dụng cái công thức như nào cho hợp lý, ví dụ như thế. Thế thì đây là một cái mà phải nói chúng tôi luôn luôn tâm niệm, đây là một cái chìa khóa giúp bà con nông dân nâng cao cái năng suất và chất lượng, bởi vì chúng ta hiểu được vai trò của các chất trung vi lượng, và chúng ta biết được là lượng sử dụng bao nhiêu thì đương nhiên là chúng ta sẽ giống như là mình được bảo hiểm về năng suất và chất lượng nông sản. Dạ, xin hết. Vâng, xin cảm ơn những trao đổi của thạc sĩ Phạm Anh Cường. Thưa bà con và các bạn, như những trao đổi vừa rồi của thạc sĩ Phạm Anh Cường, thì công ty cổ phần phân bón Bình Điền là một trong những đơn vị trong nước đi đầu trong việc nghiên cứu và cho ra đời những sản phẩm chất lượng cao phù hợp với từng loại cây trồng và từng vùng đất.